Vâng, mời các quý vị cùng lắng nghe bài thơ Nhớ mãi về Bác kính yêu của tác giả Đình Sĩ. Vâng, kính thưa các quý vị, tác giả Đình Sĩ là một tác giả có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Anh là một người tật nguyền và anh có một cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng anh rất tâm huyết với thơ, rất có tâm hồn thơ. Anh đã vượt lên trong cuộc sống và đã viết lên những vần thơ vô cùng đặc biệt. Thơ của anh viết về quê hương, đất nước, về những mảnh đời bất hạnh. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua, anh đã viết về những con người, những chiến sĩ trên tuyến đầu chống giặc dịch Covid-19. Và hôm nay, để kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, anh đã viết nên bài thơ Nhớ mãi về Bác kính yêu. Mời các quý vị cùng lắng nghe bài thơ của tác giả Đình Sĩ. Tháng năm nhớ Bác kính yêu ơi, Bác đã đi xa mãi muôn đời, lưu lại cháu con lời Bác dạy. Trong tim người Việt chẳng hề vơi. Ta luôn yêu Bác càng hăng say, cố gắng thi đua đêm lẫn ngày, dựng xây non sông cùng đất nước, lòng dân ý đảng thật là hay. Dưới ngọn cờ hồng của núi sông, nguyện thề sắt đá với tấm lòng, con đường đáng Bác ta luôn chọn, non sông một dài thắm cờ hồng. Ngày sinh nhật của Bác chúng ta thắp nén hương dâng kính cha già, muôn triệu tấm lòng thành kính Bác sống mãi trong lòng mọi chúng. Ôi, một bài thơ thật là hay, một bài thơ thật nồng nàn, xa xiết và chứa chan cảm xúc của tác giả Đình Sĩ. Và chúc mừng tác giả Đình Sĩ với một bài thơ thật là